Quang Huy và Thu Thảo xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Mến Yêu. Thưa quý vị, hiện tại Thu Thảo và Quang Huy đang có mặt trên đập Thị Tường, lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, là nơi sinh sống của rất nhiều loài thủy sản, có thể kể đến như là cua, tôm hay là nhiều loài cá khác nữa. Và ngày hôm nay hãy cùng với chúng ta sẽ cùng khám phá đầm Thị Tường cũng như là thưởng thức những loại đặc sản trên đầm này quý vị nhé. Đi thôi! Đầm Thị Tường hay còn gọi là đầm Bà Tường, được mệnh danh là biển hồ giữa đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu đầm tự nhiên có diện tích mặt nước khoảng 700 hecta. Ngồi trên chiếc vỏ lái nước nhẹ trên mặt đầm sóng sánh nước, chúng ta vừa tận hưởng những luồng gió mát rượi, vừa phóng tầm mắt quan sát cảnh quan của đầm. Trên đầm có những căn nhà lá của bà con nuôi sò huyết, cùng với hàng dừa nước xanh đu đưa trong gió, bao bọc hầu như toàn bộ chu vi của đầm. Dạ, tụi con chào chú. Chào chú ba. Dạ, con là Quang Huy và Thu Thảo đến từ chương trình Việt Nam Mến Yêu. Quá chị cá luôn. Cá này cá gì vậy chú? Nè, cá vù chó với cá ngát. Cá vù chó là đặc sản của đầm luôn. Con cá này có tên lạ quá chú. Vậy con cá này thì mình nấu được món gì chú? Ở đây là mình nấu được cái lẩu mẻ nè. Dạ, mình có nướng muối ớt được không chú? Dạ không, nướng thì nó bị tanh. Con nghĩ là mấy con cá này ngon lắm, chắc hồi nó ăn sẽ tuyệt vời lắm chú ha. Chút nữa tôi sẽ làm món để đãi hai bạn nha. Và thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát để được thưởng thức món cá dù chó đặc sản ở đầm Thị Tường quý vị nha. Khi đến với đầm Thị Tường, ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình, thơ mộng, còn được người dân địa phương hiếu khách chiêu đãi những món ăn đặc sản như sò huyết rang me, cá ngát chiên giòn, canh chua cá vồ chó được chế biến từ nguyên liệu tươi rói vừa được đánh bắt ngay dưới đầm. Quý vị khán giả ơi, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi thôi thì bây giờ Thu Thảo, Quang Huy cũng như là chú đang có một cái bữa ăn khá là thịnh soạn. Đây là món cá dầu chó lúc nãy đúng không chú? Cái này là cá ngát chiên nước mắm. Cá ngát chiên nước mắm. Cá ngát. Cái này mới là cá dầu chó. Còn cái này là sò huyết. Điểm đặc biệt của những cái loại mà thủy sản nước lợ của mình thì về cái chất thịt của nó này cũng như cái độ tươi ngon của nó sẽ như thế nào hả chú? Nhờ thiên nhiên ưu đãi của đầm Thị Tường. Đầm Thị Tường chúng ta là bùn. Mà nó là cái vùng nước lợ cho nên là các cái loại hải sản ở đây nó là rất là chắc thịt, rất là ngọt. Nó sò huyết thì không có cát vì ở đây lại bùn. Thảo rất là tò mò, không biết là nó chắc đến cỡ nào. Chắc là xin phép chú là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức để xem cái hương vị ra sao nha chú. Rồi. Mời chú. Còn con thì sẽ ăn thử con cá ngát chiên coi nó như thế nào. Dạ, con mời chú. Rồi, cảm ơn. Mập quá ha. Mập nè. Chắc là ngọt và tươi lắm đây. Ai da. Dạ. Ngon quá. Con mới vừa ăn một miếng cá ngát xong thì con thấy đúng là nó rất là chắc thịt nha chú. Và rất là ngọt luôn. Chiên giòn lên thì phải nói là hết sảy. Dạ. Cho một cái buổi chiều ngồi ở một cái khung cảnh như thế này. Còn sò huyết ở đây là đúng là rất ngon nha chú. Cực kỳ tươi. Dạ chú ơi, ở đây ngoài cá dầu chó hay cá ngát á, thì vùng của mình còn có những cái loại thủy sản đặc trưng nào chú? Ở đây thì rất là nhiều loại cá bóng mú nè, rồi cá đục, rồi tôm, rồi cua, ghẹ. Ghẹ thì nó có mùa. Thì cái thời gian mà đánh bắt thủy hải sản của mọi người á thì sẽ thường là bằng khoảng thời gian nào? Người dân ở đây thì đi đánh bắt ghẹ ban đêm. Ở đây thì bà con mình sẽ hay đánh bắt những cái loại thủy sản này bằng cái phương tiện gì chú? Ở đây thì hải sản của mình là thiên nhiên không à. Cho nên là ai có ngành nghề nào thì tham gia ngành nghề đó. Ví dụ như có những người chuyên về câu. Có những người chuyên về nghề lưới. Người có chuyên về đặt lú. Đa số là chúng ta sẽ đánh bắt cái kiểu là thủ công thôi, chứ chúng ta sẽ không sử dụng đến những cái loại máy móc gọi là công suất cao để mà đảm bảo cái nguồn tài nguyên đúng không chú? Đúng rồi. Cá dầu chó ở trong cái nồi lẩu đang sôi rồi. Chắc là bây giờ thì con sẽ bỏ rau vào rồi ba chú cháu mình thưởng thức hả chú? Đây con thấy là có bắp chuối hả chú? Chuối rém. Chuối rém hả? Đúng rồi. Là cái thân cây chuối đúng không chú? Thân cây chuối. Dạ. Ủa chú, sao mà mình lại đổ cái nước lẩu ra cái chén muối ớt như vậy chú? Ở đây thì dân miền Tây chúng ta thì ăn lẩu chua, lẩu mẻ chẳng hạn, như lẩu chua này thì phải ăn muối ớt. Mà muối ớt thì chúng ta phải đổ một tí nước lẩu vào để cho nó ra cái muối và ớt nó hòa quyện với nhau, mình chấm nó mới ngon. Hai bạn thưởng thức cái tay nghề của tôi thế nào ạ? Quá ngon chú ơi.
Nói chung là nấu dân dã thôi. Dạ. Nhưng mà điều nó nguyên sơ của nó vẫn còn nguyên. Dạ. Giá trị. Cho nên là du khách rất là thích. Ở đây mình có hình thành một cái mô hình giống như là hợp tác xã cùng hợp tác để cùng phát triển. Ở đây thì tôi thì mô hình hợp tác xã. Dạ. Làm du lịch ở đây. Dạ. Thì cho đến thời buổi thì hiện tại thì nói chung là kinh tế địa phương nó phát triển. Thì bà con mình ở đây thì đi đánh bắt cũng có được cái thu nhập nó cao hơn trước. Dạ. Khi mà khách du lịch đến đây á, ngoài được thưởng thức đặc sản á, thì còn có những cái hoạt động nào khác để mà chúng ta có thể giữ cho du khách được lâu hơn không ạ? Ở đây thì tôi có cái mô hình cho khách nghỉ lại qua đêm, đi dọa, đi quanh đầm để trải nghiệm, vừa trải nghiệm vừa chụp ảnh lưu niệm. Wow. Cũng như là ngắm cảnh hoàng hôn, cũng như bình minh ở trên đầm Thị Tường. Dạ, vậy thì sẵn tiện hồi nữa là con với lại chú với lại Thu Thảo mình thưởng thức xong, có gì con nhờ chú sẽ dẫn cho con với Thảo và là tất cả quý vị khán giả của Việt Nam mến yêu mình ngắm hoàng hôn ở đầm Thị Tường có đẹp như thế nào được không chú? Đẹp. Dạ. Thời khắc mặt trời dần buông xuống cũng là lúc đầm Thị Tường hiện lên như một bức tranh lung linh kỳ ảo. Mặt trời như một hòn lửa hình tròn dần dần lặn xuống, bóng mặt trời phản chiếu như in trên mặt nước, mở ra không gian vô cùng thơ mộng. Quý vị khán giả ơi, hiện tại thì Thu Thảo và Quang Huy đang cảm thấy rất là thích thú khi có thể ngồi trên một cái chiếc ghe nho nhỏ. Cảm giác của Quang Huy như thế nào ha? Nói chung là Quang Huy không còn từ nào tuyệt vời để diễn tả, cảm giác là quá đã. Cảm ơn chú rất là nhiều luôn á chú ba. Tại vì hôm nay là con mới được đón hoàng hôn trên đầm Thị Tường. Và nó đẹp đến như vậy, xung quanh mình toàn là nước thôi. Và bên cạnh đó thì mình thấy là phía xa xa kia là chân trời. Và thấy được hoàng hôn nữa, mặt trời đang dần xuống. Do đầm Thị Tường chúng ta chỉ có 1 mét nước thôi, cho nên là ở đây chúng ta trải nghiệm là không cần phải ăn mặc áo phao. Mọi người khi đến với đầm Thị Tường hãy yên tâm. Trời ơi chú ơi, cái cảm giác mà con với lại Thảo được để tay nè, nhìn thấy mặt trời chiếu qua cái khe tay của mình, ôi rất là thơ và lãng mạn luôn á chú. Thảo nghĩ là trong những cái ngày nghỉ hay là những cái ngày lễ mà tạm xa những cái không gian náo nhiệt mà đến đây để mà ngắm nhìn cái không gian yên bình của đầm Thị Tường nè, rồi ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng vỗ thì đúng là một cái cách mà có thể tái tạo năng lượng rất là tốt luôn. Chính xác. Cho nên là cái việc mà mình định hướng phát triển trong tương lai ở đầm Thị Tường, con nghĩ cũng là một cái điều mà mình cần phải quan tâm và chú ý. Thì không biết là thời điểm hiện tại thì cái định hướng phát triển đầm Thị Tường của mình là như thế nào hả chú? Thì hợp tác xã của chúng tôi cũng là thực hiện theo chủ trương làm du lịch sinh thái. Dạ. Dựa vào cộng đồng. Chú cho con hỏi là tại sao lại có cái tên là đầm Thị Tường hả chú? Và Tường này là tên thật là Tô Quý Thị, hồi xưa là con của một cái nhà địa chủ thích luyện võ. Dạ. Rồi săn bắn. Lúc đó thì cái ông địa chủ là ông bố của bà Tường này là mới cho bà xuống cái đầm. Dạ. Xuống cái đầm là dọn năm công đấu với chúa hổ để giành địa bàn quản lý. À. Thì từ lúc đó là cái địa danh Năm Công hiện nay vẫn còn. Và cái bà Tường này là Tô Quý Thị là vẫn còn cái nhà thờ ở xã Dược Thắng của huyện Cái Nước. Ồ, dạ. Rồi từ đó là mọi người nhớ ơn của bà nên đặt tên đầm của mình là đầm Thị Tường luôn. À, ngày xưa kêu gọi là đầm Bà Tường. Hôm nay thì Quang Huy và Thu Thảo cũng như tất cả quý vị khán giả của Việt Nam Mình Yêu đã được trải nghiệm cái cảm giác khám phá đầm Thị Tường nó tuyệt vời như thế nào rồi. Nhưng mà quý vị nhìn qua màn hình á, thì nó cũng chỉ là phản ánh được một phần thôi. Còn nếu mà quý vị được ở nơi khu vực này cùng với là Quang Huy, cùng với Thảo hay là cùng với chú Ba mà treo như thế này nè, rồi dưới hoàng hôn, thì mọi người sẽ thấy là cái sự tuyệt vời tại khu vực Cà Mau của chúng ta, đặc biệt là đầm Thị Tường đúng không? Dạ. Và thưa quý vị, đầm Thị Tường với con người mộc mạc, chất phác và hào sảng đặc trưng của bà con miền đồng bằng sông nước, cùng với cảnh vật thanh bình, không gian rộng mở và không thể thiếu những món đặc sản mà quý vị có thể thưởng thức, đó là tất cả những yếu tố để níu chân du khách cũng như là thu hút được đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Quang Huy và Thu Thảo trong chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị sẽ có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Còn bây giờ thì quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến đây Quang Huy, Thu Thảo và chú Ba xin rất là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đức, loài cây chiếm số lượng nhiều và có giá trị cao nhất trong rừng ngập mặn Cà Mau. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, từ lâu bà con Cà Mau đã sử dụng gỗ đước để làm đũa ăn cơm. Trong điểm đến tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu, mời quý vị và các bạn cùng MC Quang Huy và Thu Thảo tìm hiểu về nghề làm đũa đước tại Cà Mau vào lúc 19:50 thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.